còn hơn thì tiền ạ. Ví của mày cho tao. Này, anh bị điên à? Tránh tay tao ra. Đưa ví đây, nếu không thì đừng có trách. Mở ra đi thôi. Rồi. Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao? Này, thanh niên trai tráng, đi kiếm tiền đi. Đừng có dở trò ăn cắp ăn trộm như thế. Không phải việc của mày. Hôm nay mày tới số rồi con ạ. Không sao không? Không sao. Không sao là tốt rồi. Mày nhớ tao ấy. Tôi có đau ở đâu không? Tôi không sao. Nhưng mà còn anh có đau ở đâu không? Tôi không sao. Mấy cái thằng nhãi nhép như này, tôi chỉ vẩy tay một cái là xong thôi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu như mà ngày hôm nay không gặp anh ấy thì tôi không biết phải làm thế nào cả. Cô không cần phải cảm ơn tôi đâu. Thật ra đấy là việc mà tôi nên làm mà. Mà này, anh tên là gì vậy? Tôi là Lan Anh. Tôi là Nam. Anh Nam. Xin lỗi, tôi có điện thoại một chút. Anh nghe điện thoại đi. Alo, tôi nghe đây. Ôi, tôi chết rồi. Vâng, tôi sẽ đến ngay. Xin lỗi cô nhé. Hôm nay tôi có một cuộc họp gấp mà tôi quên mất. Bây giờ tôi phải đi ngay. Thôi, hẹn gặp cô khi khác nhé. Nếu có duyên. Bye bye. Còn chưa có thể cảm ơn anh ấy nhiều. Còn chưa có xin địa chỉ liên hệ nữa. Làm thế nào để có thể báo đáp ân tình này của anh ấy đây? Vâng ạ, bây giờ tôi đang đến ngay đây. Tại vì xe của tôi bị hỏng cho nên tôi phải bắt chiếc xe khác. Dạ vâng, đợi tôi một lát nhé. Chết rồi, tại sao xe lại hỏng đúng lúc quan trọng thế này nhỉ? Lại còn đang là giờ cao điểm nữa chứ. Ô, may quá. Úi dồi, chết rồi. Hôm nay mình có lịch hẹn với khách hàng mà. Trễ giờ mất rồi, làm nào bây giờ? Muộn thế này thì làm sao mà bắt được xe buýt đây? Xe buýt mà bắt. À, có cách để không trễ giờ rồi. Cô bị điên à? Ơ kìa. Này, sao cô lại đẩy ngã cô ấy như thế? Rõ ràng xe này là cô ấy đặt trước cơ mà. Anh quan tâm trước sau làm cái gì? Có khách lên xe thì cứ chạy thôi. Chạy đi anh lên, tôi muộn giờ làm rồi đây này. Nhưng cô ấy là người đặt xe trước. Cô chịu khó đón trên xe sau đi. Tôi bảo anh chạy đi cơ mà. Tí nữa tôi bo thêm tiền cho anh là được chứ gì. Này, thằng kia, mày không chạy xe phải đi đâu đây? Này, cô không sao chứ? Chân có bị đau ở đâu không? Tôi không sao. Là anh à? Ôi, này, không lo lái xe đi, xuống đây làm cái gì đấy? Này, chiếc xe này là tôi nhìn thấy trước. Tự nhiên cô lại chạy lên trước là sao? Nhưng mà ai nhanh chân thì người đấy được thôi. Cô nhìn thấy trước, nhưng mà tôi lên xe trước. Mà tóm lại là bây giờ tôi bận lắm, tôi không có thời gian ở đây tranh cãi với cô đâu. Con này, cái cô này ngang ngược nhở. Cái xe này là tôi nhìn thấy trước này. Cô đến, cô xô tôi ngã xuống. Không một lời xin lỗi thì thôi. Bây giờ cô lại còn cãi ngang như vậy à? Hả? Thế cô muốn gì? Muốn ăn vạ à? Vừa mới xô nhẹ có một cái tôi đã lăn quay ra ngã rồi. Muốn thế nào? Cô... Thôi. À, rõ ràng là cô ấy đã đón xe trước rồi. Thôi, cô chịu khó đón xe khác đi nhá. Này, nhìn cái bộ dạng của anh ấy
Chắc là thấy có khách nên muốn đòi tiền đúng không? Này, bo cho anh thêm 50k lên lái xe đi, muộn lắm rồi đấy. Ôi ôi, tưởng thế nào, thì ra hóa ra là vì tiền, mất thời gian. Cô cầm lấy đi, tôi không chở cô đâu. Từ chối á? Không lấy. Đúng. Này, tôi nói cho hai người biết nhá, ngày hôm nay tôi nhất định phải đi cái xe này. Tôi có đứng lì đây đấy, hai người làm gì được tôi. Cô ăn nói ngang ngược thật đấy. Rõ ràng là cô ấy đã đặt chuyến trước rồi. Cô không bắt xe khác mà đi đi. Tôi không thích. Từ trước đến nay nhá, chưa có cái thứ gì mà tôi muốn mà không có được. Muốn cho cô ta lên xe á, đừng có mơ. Cô... được rồi. Dù sao thì ngày hôm nay tôi cũng có một cuộc hẹn quan trọng. Tôi nhất định phải lên chiếc xe này. Và tôi sẽ không chờ thêm một chiếc xe nào nữa đâu. Này này, đứng lại đấy. Cô muốn gây sự với tôi đấy à? Là cô muốn gây sự trước nhá. Cô bảo bận chứ gì, tôi cũng đang bận đây này. Nếu như ngày hôm nay một người trễ nhá, thì cả hai cùng trễ, để xem ai sợ ai. Cô... thôi, hai cô cứ bình tĩnh đã. Bây giờ cứ cãi nhau thế này thì chẳng ai được lợi gì cả. Thế anh bảo cô ta đừng có đi cái xe này đi. Có mà cô không được ngồi lên chiếc xe này thì có ấy. Là cô ấy. Là cô ấy. Thôi, có gì các cô cứ từ từ. Không, mà có tôi không có thời gian. Thì tôi không có thời gian. Mà cứ đừng cãi nhau thế này thì bao giờ xe nó mới chạy được đúng không? Chẳng phải là hai cô đều đang vội đi làm đúng không? Giờ nhảy nhá. Biện pháp tốt nhất ấy là hai cô nói xem là hai cô muốn đến đâu, để tôi xem có cùng nhau đi được không. Bảo tôi đi cùng xe với cô ta á? Mơ đi. Có mà cô ấy, tôi mà cùng ngồi xe với cô à? Đừng có mà mơ. Khổ quá. Thế thì tôi không chở ai cả, thế cho công bằng. Cái gì? Thế bây giờ không phải là hai cô cũng rất vội đúng không? Tôi cũng rất vội, cứ cãi nhau này thì đến bao giờ tôi phải đi kiếm cơm chứ. Nào, khổ quá. Bây giờ chốt lại nhá. Nói ra xem đi đến đâu, địa điểm nào, xem có cùng đường không. Nếu mà giải quyết được thì giải quyết luôn. Công ty Hugo. Chào Felinka. Đây, quá hay rồi con gì. Vừa cùng đường, đấy thấy không. Thôi chịu khó đi cùng nhau một tí. Đấy, thế là giải quyết xong vấn đề rồi. Này, may cho cô ấy là hôm nay tôi cũng đang vội đấy nhá. Không thì còn lâu tôi mới ngồi chung xe với cô. Này, cô ngang ngược đúng không phải đâu nhá. Đáng lẽ ra cô không được ngồi lên chiếc xe này đâu. Thôi, khổ quá. Đừng cãi nhau nữa, bây giờ lên xe tôi chở đi. Chứ cãi nhau này mà đến đêm tôi không lái xe rồi, liền lên đi. Alo, tôi đến nơi rồi. Thông báo mọi người là chuẩn bị bắt đầu cuộc họp. Tôi đến ngay đây nhá. May cho cô ta là hôm nay tôi bận đấy. Nếu không ý, thì tôi đã cho cô ta một trận rồi. Mà cũng đến nơi rồi đấy. Cô cũng xuống đi. Tiền xe của cô hết 100. Đấy, tự cúi xuống mà nhặt nhá. Lúc nãy chê tiền cơ mà. Cô... thể loại người ngang ngược như thế nhỉ? Lại là cô ta, đúng là oan gia ngõ hẻ. Cảm ơn anh nhé. Hợp đồng ký kết xong rồi. Tôi về trình công ty, có gì tôi sẽ báo lại anh sau. Ok cô, tôi đi trước đấy. Có bản hợp đồng này trong tay, tháng này không lo thiếu doanh số rồi. Này cô, túi xách của cô kìa. Là oan gia ngõ hẹp mà, cuối cùng cũng phải chạm mặt cô ta. Hay mình cứ kệ nhở, cứ để cái túi xách ở đây cho chủ quán giải quyết. Cô ta tính tình ương bướng như vậy, cứ coi như là trừng phạt cô ta vậy. Được, tuy là cô ta xấu tính thật đấy, nhưng mà mình cũng không nên thấy mà không giúp.
anh đợi em lâu chưa? Anh cứ mới đợi thôi. Chúc mừng em đã ký thành công được hợp đồng nhá. Có được cái hợp đồng này rồi ấy, thì chắc chắn là em sẽ được nhận làm nhân viên chính thức đấy. Mình đi ăn cái gì khao đi. Ừ, nếu mà đi ăn ấy thì mình đi luôn. Anh biết một quán ăn ở gần đây ngon lắm, mà còn đang khuyến mãi nữa cơ. Đi. Đi đi đi. Ừ. Sao đây? Ơ, túi sách của em đâu nhở? Rõ ràng lúc nãy vẫn còn cầm trên tay mà. Chết rồi, em lại quên đâu rồi. Cái gì? Em bị mất túi sách á? Thử nhớ kỹ lại xem, hay là em để quên ở đâu? À, lúc nãy em có đi taxi, hay là em vội quá em để quên trên taxi rồi nhở? Ôi. Ồ, đúng rồi đấy. Nhìn cái mặt thằng tài xế taxi ấy, rõ là tham lam. Chắc là em để quên trên đấy rồi nó lấy luôn của em rồi ấy. Em ơi, mấy cái thằng taxi thằng nào mà chả tham. Nó mà nhặt được đồ gì đáng giá ấy là nó lấy luôn ấy. Mà này, em có mang gì đáng giá trong đấy không hả? Có chứ, em để mấy cây vàng trong đấy xong lại còn tiền đô nữa. Chắc nó mở ra nó thấy giá trị ấy. Thế này thì làm sao mà nó giả cho em được? Làm sao mà như thế được? Em có nhớ là em đi hãng nào không? Anh sẽ gọi điện thẳng lên tổng đài anh đòi cho em. Ai mà lại để mất như thế được? À, anh không tìm được cho em ấy, anh không còn là cao nữa, em hiểu chưa? Đi, anh đi tìm cho em. Ờ, đúng rồi, em vẫn còn nhớ mặt nó. Mình lên hãng tìm hiểu xem. Đi nhanh không kịp. Ơ, vừa mới thấy cô ta ở đây mà nhở? Đi đâu mà nhanh thế không biết. Cậu Nam, ra tôi bảo. Anh Đạt. Ừ, chào cậu. Sao tổng đài gọi cho cậu không được? Thôi chết, tôi mải vệ sinh cái xe cho nên không để ý. Mà hai người này là... Này, nhìn cái mặt anh ấy định giả vờ là không quen biết tôi đấy à? Ờ, nhưng mà... Lấy cắp túi sách của người khác bây giờ còn ngơ ngơ ngác cái gì? Cô nói gì vậy? Sao lại tôi ăn cắp? Ăn cắp cái gì? Cậu Nam, hai người này đã đến tận tổng công ty của chúng ta để khiếu nại rằng cậu đã ăn cắp chiếc túi sách của họ. Họ đã làm ầm lên để đến ngày hôm nay tôi phải đến đây để gặp cậu. Cái gì? Ăn cắp túi sách của họ á? Đúng vậy. Cô gái này đã nói rằng cô ấy bỏ quên túi sách trên xe ô tô của cậu và khiếu nại với công ty chúng ta rằng công ty đã bao che cho cậu về tội ăn cắp đó. Chuyện này thật là vớ vẩn. Con chối à? Hả? Tao là gì mà cái thằng taxi như bọn mày? Thấy đồ gì giá trị ấy, là cuỗng ngay. Tao nói cho mày biết nhá, nếu ngày hôm nay ấy, mày mà không trả lại túi sách cho bạn gái tao ấy, tao đảm bảo với mày là mày sẽ không thoát khỏi đây được đâu. Hai người nói gì tôi không hiểu. Tôi không ăn cắp cái túi sách nào cả. Đúng là ngày hôm nay tôi có chở cô gái này, nhưng mà lúc cô ấy xuống ấy, thì tôi đã kiểm tra cô ấy không để quên bất kỳ thứ gì trên xe. Điều này tôi chắc chắn được. Cái gì cơ? Rõ ràng là sáng nay mày chở tao, tao để quên túi sách trên xe của mày. Thế bây giờ mày nói trắng trợn ra là không có túi sách ở trên xe là thế nào? À, chắc là mày nhìn thấy túi của tao nhiều tiền quá nên muốn chiếm lấy làm của riêng đúng không? Lạ gì nữa đúng không? Có gì mà phải chối. Cái bọn lái taxi này lương tháng được bao nhiêu đâu, nhìn thấy cái túi có nhiều tiền đồ giá trị cũng là chuyện bình thường. Này, tao nói cho mày biết nhá, ngày hôm nay khôn hồn mày trả lại túi sách cho tao, nếu không tao sẽ quậy tung cái công ty của mày lên ấy, để xem mày có làm việc được ở đây nữa không. Không những thế nhá, bọn tao còn quay lại clip post lên Facebook lúc ấy để xem công ty nào nhận mày vào làm nữa. Hai người. Hai người. Cậu Nam, nếu cậu cầm túi sách của họ thì mau trả cho họ đi, đừng để họ làm lớn chuyện nữa. Nhưng mà tôi thực sự không lấy túi sách của họ. Tôi chắc chắn rằng cô ta không để quên túi sách trên xe của tôi. Thôi, cậu lo mà giải quyết chuyện đi, tôi điện thoại đây. Sao? Thế có trả lại không? Không trả lại đúng không? Biết ngay mà, cái túi giá trị lớn như thế, nghĩa gì trả lại dễ vậy? Nhưng mà chuyện này ấy, bọn tao cũng đã lường trước được rồi. Này, hai người làm cái gì đấy? Mày không chạy được đâu. Tao sẽ đăng lên mạng cho cả cái Việt Nam này biết cái bộ mặt tham lam của mày. Ăn đổ tao mà dễ à? Này, hai người quá đáng thật đấy. Tôi chắc chắn rằng tôi không lấy túi của cô ta. Này, đừng có mà cãi nhá. Tao nói lại cho mày một lần nữa, nếu mày không trả lại túi sách cho bạn tao ấy, còn lâu mày thoát khỏi đây nhá. Nhưng mà mày mang cái mặt mày lên.
Nào, tôi sẵn sàng lên cơ quan công an cùng hai người để làm rõ mọi chuyện các bạn. Đừng có mà chơi nữa. Bỏ nào, ra. Đừng nghiện đây không? Anh xem có trụ sở công an nào gần đây không thì đỗ lại giúp tôi nhé. Giám đốc đến trụ sở công an làm gì đó? Tại vì tôi vừa nhặt được chiếc ví nhưng mà vẫn không tìm được người đánh mất, cho nên anh phải để cho công an họ tìm hộ vậy. Khoan đã. Có chuyện gì vậy? Anh dừng xe lại đi. Nào, anh bỏ ra. Đừng có quay. Tôi nói lại một lần nữa là tôi không lấy túi của cô và tôi cũng không nhìn thấy nó. Có thể là cô đã quên ở đâu. Cô thử nhớ kỹ lại xem. Tao nói cho mày biết nhá. Túi của tao chẳng nhẽ là tao không nhớ là để ở đâu à? Mày đừng có mà ngụy biện. Tao lạ gì cái dân lao động chân tay như chúng mày. Cứ hễ người ta sơ sẩy ra cái gì ấy là trông chỉa ngay. Túi của tao giá trị như thế, nhiều tiền như thế, chả nhẽ mày không định chiếm làm của riêng chắc? Tao nói cho mày biết nhá, ăn của tao ấy không trôi đâu. Mày nghe cho rõ này, ngày hôm nay tao sẽ bắt mày phải nôn ra từng thứ một. Nếu như ấy mày không trả lại cho tao ấy, tao sẽ đánh cho mày lòi từng thứ ra. Nào. Ui, anh chị ơi, anh chị bình tĩnh giúp em đã. Anh chị bình tĩnh đã. Cậu Nam, tôi vừa nhận điện thoại từ tổng công ty xong. Nếu cậu có cầm túi sách của họ thì mau trả họ đi. Hãy trả họ đi. Có vẻ như những lời họ nói không phải chuyện đùa đâu. Này, tao nói cho mày một lần nữa nhá, bọn tao không có hiền đâu. Thế nên là đừng có kiểu qua loa cho xong chuyện. Nếu mà mày ăn được của tao một đồng ý thì đời con cháu mày cũng khốn khổ khốn nạn đấy. Này, đời mày ăn cắp như thế thì rồi cũng sẽ không ra cái gì đâu, sẽ lụi tàn sớm thôi. Mà đời mày không tàn ấy thì đời con cháu mày cũng tàn như thuốc lá rồi, mày hiểu chưa? Anh câm miệng cho tôi. Ai dám, nó có dám quát anh nữa. Tao phải đánh cho mày một trận cho mày tỉnh người ra. Láo này. Đánh chết nó đi cho thừa cái thói ăn cắp là làm. Láo à? Láo. Ngưng tên này. Là cô à? Đây có phải túi sách của cô không? Thì là túi sách của tôi. Này, em có mất cái gì trong đấy không? Không mất gì. Này, hóa ra cô là người ăn trộm túi của tôi à? Ơ này, cô ăn nói ngang ngược nó vừa phải thôi nhá. Chẳng qua là cô để quên túi sách ở quán cà phê. Tôi hảo tâm tôi mang đến đây cho cô. Cô không một lời cảm ơn thì cô lại bảo tôi là ăn trộm ăn cắp à? Không sợ bị ngược quật à? Trùng hợp nhờ. Mang cái túi sách giả lại cho tao. Mày nghĩ tao ngu à? Này, cô nói như vậy là có ý gì? Này, tao vừa bắt được thằng này ăn trộm xong thì mày mang cái túi đến trả cho tao. Thế có phải là hai đứa mày cùng một ruột lừa tao để ăn trộm túi của tao đúng không? Em nói đúng này, con bé này chắc chắn là đồng lõa với cái thằng này. Chúng nó ăn trộm cái này của mình nhưng mà thấy mình khó ăn quá cho nên là mang cái túi sách này ra đây để trả. Mình mà không làm giữ lên ấy, có khi là ăn nhặn cái này của mình luôn rồi. Kinh thật đấy. Tao đã nghi ngờ rồi mà. Sáng nay ấy, rõ ràng là hai đứa mày diễn kịch với tao để lừa lấy túi của tao đúng không? Chuyên gia làm thế với khách hàng đúng không? Này, tôi thấy hai người càng lúc càng quá đáng đấy. Cô để quên túi ở đâu đó, bây giờ cô ấy đã mang túi trả cho cô. Cô không cảm ơn lại còn ngậm máu phun người. Cảm ơn cái đầu mày ấy. Mày định qua mặt bọn tao á? Bọn tao không có ngu đâu, nghe rõ chưa? Anh à, thằng này là nhân viên của công ty anh đúng không? Bây giờ anh nói xem giải quyết như thế nào đây? Chuyện này... Chuyện đã 2 năm rõ 10 rồi còn cần giải quyết. Tôi nói cho anh biết nhá, anh yêu cầu tổng công ty sa thải ngay cái thằng trộm cắp này đi. Chứ không ý, tôi sẽ đăng lên mạng cho mọi người biết rằng cái hãng taxi của anh ấy chuyên chứa chấp bọn lừa đảo, lừa tài sản của khách hàng. Này, hai người đừng có mà đổi trắng thay đen nhá. Nếu như hai người không tin thì có thể cùng tôi lên đồn cảnh sát. Lúc đó ai đúng ai sai tôi sẽ biết ngay thôi. Này, mày định kiếm cớ lên đồn cảnh sát để mà chuồn đúng không? Chả có đi đâu hết, nghe chưa? Nghe cho rõ này, không đi đâu cả. Đứng ở đây giải quyết cho xong chuyện này đi. Còn nếu không ấy, không có ai đi đâu hết nhá. Hai người muốn thế nào? Tao đã nói rồi, bây giờ ấy phải bồi thường cho bọn tao. Nhắc lại với anh nhá, nếu mà không bồi thường ấy, tôi nhất định sẽ bóc phốt cái hãng taxi này. Cậu Nam, cậu hãy mau giải quyết chuyện này thật là êm xuôi đi. Nếu không,
tổng công ty không để yên được cậu đâu. Nhưng mà rõ ràng chuyện này không liên quan đến tôi cơ mà. Không liên quan đến anh á? Tại sao không liên quan đến anh được? Cô ta là khách hàng của anh. Anh chở cô ta đi để đến ngày hôm nay ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Anh hãy mau dàn xếp tụi em xuôi và xin lỗi cô ta đi. Nhưng mà tôi không có lỗi. Vẫn còn chối. Alo, tôi nghe đây. À, tại vì tôi đang có vài việc bận cho nên không thể đến công ty được. Cô dần lịch họp giúp tôi nhé. Cô ơi, nếu mà cô có bận ấy, thì cứ đi đi. Cô đến đây giúp tôi là tốt lắm rồi. Ở đây không cần chuyện gì nữa đâu. Ê, này. Đi đâu? Đi cái gì? Chưa giải quyết xong chuyện ấy thì không có đi đâu cả. Tôi bảo này, dù sao thì tôi cũng đang cần công ty. Cô ra đây giải quyết chuyện giúp tôi nhé. Sao? Không còn cách nào khác thế nên gọi đồng bọn ra để giúp đỡ à? Tao nói cho mày biết, kể cả mày có gọi cả dòng họ nhà mày ra ấy thì cũng phải quỳ lại dưới chân của tao thôi. Xin lỗi cô, vì tôi đã gây rắc rối cho cô. Không sao đâu, anh đã từng giúp đỡ tôi, cho nên cái chuyện ngày hôm nay coi như là tôi trả lại ơn cho anh. Tôi đã từng giúp đỡ cô. Này, hai đứa chúng mày thậm thụt với nhau xong chưa? Hả? Bàn tới bàn lui lâu ấy, giải quyết chuyện này đi. Nhanh bồi thường cho bọn tao đi. Lằng nhằng lề mề. Giám đốc ạ. Trưởng phòng ạ. Tú Linh, sao cô cũng ở đây? Cô tôi... quen cô ta à? Dạ vâng, giới thiệu với giám đốc, đây là cô Tú Linh, nhân viên tập sự mới của công ty mình. Hôm nay cô ấy vừa ký một hợp đồng nên là sắp tới sẽ trở thành nhân viên chính thức ạ. Trưởng phòng, chị vừa bảo cô ta là gì cơ ạ? Chắc là cô chưa biết. Giới thiệu với cô, đây là chị Lan Anh, giám đốc của tổng công ty mình. Chắc là đây là lần đầu tiên cô được gặp chị Lan Anh có đúng không? Giám đốc à? Dạ thưa giám đốc, không biết là hôm nay giám đốc gọi tôi tới đây là có việc gì ạ? Hai người này đang bảo tôi là ăn trộm ăn cắp. Cô là cố vấn luật sư riêng của tôi, cô giải quyết việc này giúp tôi đi. Cái gì? Bọn họ nói giám đốc ăn trộm ăn cắp ấy ạ? Đúng là có mắt như mù mà. Cái chuyện vừa rồi anh không cần phải lo đâu. Cô Linh đó tôi đã sa thải ngay lập tức rồi. Còn cái vụ này tôi chắc chắn sẽ ủy quyền cho luật sư của tôi. Chắc chắn là phải để cho bọn họ nhận được bài học thích đáng, để từ nay về sau không bao giờ có cái thói đi vu oan giá họa cho người khác nữa. Thật sự là ngày hôm nay cảm ơn cô. Nếu ngày hôm nay mà không có cô thì tôi không biết phải xử lý như thế nào. Anh thật sự là không nhớ tôi là ai à? Cách đây mấy tháng trước, anh có giúp tôi lấy lại túi sách từ tên cướp. Lúc đó tôi đã muốn cảm ơn anh ngay, nhưng mà không kịp. May mà ngày hôm nay gặp anh ở đây đấy. À, thì ra là cô à? Tôi nhớ ra rồi. Anh nhớ ra rồi đúng không? Thế thì hôm nay có thể đi ăn tối với tôi được không? Ăn tối... Làm sao đấy? Hay là không muốn đi à? Không, đi ăn thì được, nhưng mà để tôi mời cô nhé. Ai mời cũng được mà, biết là hôm nay anh chấp nhận đi ăn tối với tôi. Được, đi thôi.